Chào cả nhà, hôm nay mình đến với các bạn video thứ 34. Video 34 này mình chia sẻ với bạn là 60 phút chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Trong cái chuỗi video vừa qua, mình chia sẻ về tài chính, mình chia sẻ về khởi nghiệp, và các bạn cứ nghe hoài những cái kiến thức này thì đôi khi nó cũng làm cho chúng ta bị stress, đúng không? Thì hôm nay đoạn video này thay đổi không khí một chút xíu trước khi những đoạn video tiếp, mình quay lại cái chủ đề cũ, đó là chủ đề tài chính. Và đoạn video này nó nói 60 phút để chúng ta thay đổi cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nó không có gì to tát hết. Nếu cuộc sống chúng ta nó quá bộn bề, nó quá lo toan, cuộc sống quá khó khăn, thì làm cách nào để chúng ta thay đổi nó? Đơn giản nó như vậy thôi. Vậy thì mình cũng có một cái câu chuyện về cái cuộc sống của mình. Thì bản thân á, mình cũng xuất phát từ nông thôn mà. Quê mình ở Khánh Hòa, từ nông thôn, một cái vùng nông thôn rất là nghèo, và học hành thì cái điều kiện học hành hồi đó nó không có. Cái thời cách đây 20 mấy, 30, 40 năm trước. Và cả cái làng quê mình, cái khu vực của mình cũng vậy, ai cũng sinh con đông hết, nhà nghèo mà lại đông con, nó điều kiện học hành nó lại khó khăn nữa. Ở vùng nông thôn nó như thế nào? Cái việc học hành nó lại không có điều kiện như ở các cái trung tâm thành phố lớn. Vậy thì cái câu chuyện của mình nó cũng bao nhiêu ngày tháng, cũng giống như bao nhiêu những người khó khăn trước. Và từ lúc bắt đầu mình bước chân vào Sài Gòn, mình tự đi một cái chuyến xe mà không trả tiền cho tài xế, đi kẹt cái chuyến xe đó để vào được Sài Gòn. Và từ phút mình bước chân vào Sài Gòn, mình nhìn những cái con người thành công đây, và bắt đầu mình mới tự hỏi cái điều gì những cái con người thành công ở đây, cái người giàu ở đây, những người thành đạt ở đây, họ có một cái cuộc sống chất lượng nó như vậy, họ có một cái cuộc sống tốt nó như vậy. Và từ từ từng bước mình có quyển sổ và mình ghi lại những điều mà cái thói quen của những người đó họ có được, và lần lần mình tập theo, và cho tới bây giờ cái cuộc sống mình nó thay đổi rất là nhiều. Và rất là nhiều bạn cứ tự hỏi mình làm sao để có cái cuộc sống như vậy. Thì mình chia sẻ bạn 60 phút thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vậy thì cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ bạn đó là gì? Và bây giờ mình muốn tiếp tục là tại sao đã? Mình nói tại sao đã? Tại sao mình muốn chia sẻ các bạn đến cái điều này? Tại sao? Rất là đơn giản. Vậy thì bản thân mình muốn đã sinh ra đời này thì mình muốn có một cái cuộc sống hữu ích bản thân mình, thì chắc chắn rằng bạn cũng giống mình, bạn cũng có muốn có cái cuộc sống nó hữu ích, đúng không ạ? Và bản thân mình muốn có một cái cuộc đời tỏa sáng, thì chắc chắn rằng bạn cũng muốn có một cuộc đời tỏa sáng. Không ai muốn có một cuộc đời mà nó không ra gì hết, nó không có cuộc sống, nó không có ý nghĩa hết. Ai cũng muốn có cuộc đời ý nghĩa. Và chắc chắn rằng bạn muốn có một cái gia đình tuyệt vời, và chắc chắn rằng bạn muốn có cho mình những cái đứa con ngon, những đứa con tuyệt vời, những đứa con giỏi giang, và ai cũng có muốn cho mình có một cái sống, cuộc sống trọn vẹn hết. Mình cũng vậy, bạn cũng vậy, một người ở vùng núi xa xôi họ cũng vậy, và một người ở ngay cái thành thị này họ cũng mong muốn có một cuộc sống trọn vẹn. Và đó là lý do mà mình muốn chia sẻ cái điều này đến các bạn. Vậy thì bây giờ mình đi vào cái câu hỏi làm thế nào, làm thế nào để chúng ta có cái cuộc sống trọn vẹn, làm thế nào để chúng ta có cái cuộc đời cho nó ý nghĩa, cuộc đời nó hữu ích, làm sao để cái công việc chúng ta nó hữu ích. Thì các bạn làm chín điều sau. Mình tổng kết được trong quá các hành trình cuộc đời, làm chính điều sau. Thứ nhất, bạn hãy thức dậy 5 giờ sáng mỗi ngày. Mình phát hiện ra một cái điều tuyệt vời là bất kỳ những người thành công nào ở trên thế giới và ở Việt Nam, họ đều thức dậy sớm. Họ thức dậy sớm để làm gì? Để họ làm chủ cái cuộc đời đó. Họ thức dậy sớm để họ làm chủ cái thời gian, họ thức dậy sớm đó, họ làm chủ cả một cái ngày đó. Cái người thức dậy sớm họ rất là ung dung tự tại. Một người thành công nào trước mắt mà họ không có thói quen thức dậy sớm, họ chỉ là người thức dậy trễ,
thì giống y như rằng rồi sắp tới cái cuộc sống của họ họ cũng sẽ không kiểm soát được được đâu. Bạn cứ để đi, một ngày nào mà bạn thức dậy sớm thì ngày đó bạn làm chủ được cái công việc, mọi cái tình huống xảy ra nó rất là tốt. Bạn người ngày nào bạn thức dậy trễ thì cái công việc nó ập vô liền, mà các bạn thấy ngày đó nó lu bu không thể tưởng được. À, thức dậy sớm để làm chủ cuộc sống của mình, thức dậy sớm thì mới có cái thời gian suy nghĩ một ngày nữa chúng ta phải làm cái gì đây. À, đó thứ nhất là có thói quen thức dậy sớm. À, và mình luôn có cái thói quen thức dậy sớm, mình đã tập cái điều này đã gần hơn 20 năm nay rồi. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn dành 60 phút đầu tiên thức dậy đó để làm gì ạ? À? Thứ nhất, dành cho 30 phút để tập thể dục. À, tập thể dục để chúng ta có sức khỏe. Đặc biệt mà bạn nào mà lớn độ tuổi mà hơn 30 là bắt đầu sức khỏe bạn nó giảm dần, và hơn 40 thì nó giảm còn giảm nhanh nữa. À, tập để có sức khỏe, để có năng lượng mỗi ngày. À, và 30 phút còn lại bạn dành để đọc sách. À, không cần đọc quá nhiều sách, không cần phải thi đua ham hố đọc sách. Mỗi ngày chúng ta cần có thói quen đọc sách, đọc mỗi ngày một chút thôi, đọc mỗi ngày một chút thôi, và chúng ta đọc cả cuộc đời này. À, 60 phút đầu tiên của một ngày, cái năng lượng, cái nhiệt huyết đầu tiên của một ngày là nó đại diện cho cả một ngày đó. Bạn nên nhớ vậy. Bạn thấy ngày nào đó mà năng lượng nó của bạn 60 phút đầu tiên mà bạn bạn năng lượng bạn tuyệt vời, bạn cao ngút trời luôn, thì ngày hôm đó bạn làm việc rất là nhiệt huyết. Ngày hôm nào mà thức dậy có người nó ể ỏi, bạn cái 60 phút đầu tiên mà nó ể ỏi, bị ai đó cằn nhằn, mình hay nói vui là nếu mà mới sáng thức dậy mà bị vợ cằn nhằn thì thôi cả một ngày đó, các bạn thấy hình dung ra điều này chưa? Cái cuộc đời đó, cái cuộc ngày đó nó rất là cái tiếp theo, cái thứ ba là chúng ta phải tập thói quen ăn uống lành mạnh. Ăn uống lành là mạnh. Cái thức ăn chúng ta ăn mỗi ngày, hạn chế chúng ta ăn thịt, đặc biệt là thịt đỏ ăn, nhưng mà hạn chế ăn rau đồ nhiều hơn, ăn thức ăn lành mạnh nhiều hơn. Uống cũng cũng vậy, hạn chế uống bia, uống rượu, hút thuốc, không hút thuốc, không bia, không rượu, không cờ bạc, ok chưa, không hình xăm, không chất gây nghiện. Tất cả những điều đó là chúng ta nói con số không thì nó rất là tuyệt vời, nói chữ không là nó rất là tuyệt vời. Bạn 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 cần luyện, và các bạn thấy con người của bạn mà tối hôm trước mà bạn uống rượu uống bia thì các bạn thấy ngày hôm sau bạn thức dậy con người bạn nó ế ỏi, nó phá hết năng lượng của chúng ta. Ăn uống lành mạnh luôn là điều tốt đẹp để bạn giữ được cái cơ thể này, để bạn mới sống lên 80, 90, 100 tuổi được. À, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, bạn dành thời gian mỗi ngày hoặc mỗi tuần, cái này thì nó là mỗi tuần đi, bạn dành thời gian để nói chuyện, để xây dựng mối quan hệ với một con người vô cùng thú vị. À, khi mà bạn gặp một con người vô cùng thú vị, cam kết với bạn luôn, bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều điều từ nơi họ. Một con người tuyệt vời, một con người họ có cái cuộc sống thành công, một con người họ đạt được những cái thành công trong xã hội. À, bạn sẽ học hỏi được với họ rất là nhiều, và thông qua đây bạn xây dựng được mối quan hệ với họ luôn. À, các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời. Cái vấn đề là các bạn có sẵn sàng để các bạn làm theo cái việc này không ạ? Cái điều thứ năm, cái điều thứ năm là mỗi ngày bạn luôn tìm những cái câu nói hay, một câu thôi, mỗi ngày một câu không còn nhiều. Bạn tìm những cái câu nói hay, những câu hỏi chí lý, những câu nói thú vị, những câu nói đúc kết ra từ cuộc sống, từ cái kinh nghiệm của họ, để bạn nhớ cái câu đó ở trong đầu và ráng cố gắng chiêm nghiệm cái câu đó. Nó làm cho suy nghĩ của bạn nó chuyên sâu hơn, nó làm cho tâm hồn bạn nó sâu sắc hơn thôi. À, đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu, bạn phải có cái thói quen lên kế hoạch ngày, lên kế hoạch tuần, lên kế hoạch tháng, lên kế hoạch quý, lên kế hoạch năm. Người làm chủ cuộc sống là người luôn có một cái kế hoạch, và cái công việc làm việc rất là chủ động. Lên kế hoạch là chắc chắn là bạn chủ động, chắc chắn luôn, không bàn cãi. Bạn đã có thói quen đó chưa? Và nếu chưa thì hôm nay làm liền, chứ không phải nghe nghe hay rồi không làm. À, cái thứ bảy là bạn luôn có cái
cuốn nhật ký cuộc sống và nhật ký trong công việc. Mình liên tục mình nốt. Ngày hôm nay có cái điện thoại thông minh nữa, nó rất là tuyệt vời, bởi vì trong đó nó có cái chỗ nốt, nó đi đâu nốt cũng cũng được, mình đi đâu mình cũng nốt. Các bạn thấy vừa rồi mình cả gia đình mình đi Nhật, và tại sao mình học những bài học từ đất nước Nhật Bản. Có bạn chia sẻ với mình, có bạn và bạn đã từng đi Nhật Bản, bạn đã từng ở Nhật Bản, có bạn có chồng người Nhật Bản luôn, nhưng mà khi họ đọc những bài viết của mình, họ nói ồ, họ cũng học được rất là nhiều tuyệt vời. Và họ không hiểu sao tại sao mình đi có 5-6 ngày mà mình được nhiều như vậy. Vì rất đơn giản là mình nốt thôi. Mình đi đất nước nào mình cũng dành một số nhật ký và mình nốt rất kỹ những cái điều mình học được ở cái đất nước đó. Cái thứ 8 là bạn như thế nào à? Tìm một cái môn học gì đó, tìm một cái gì đó để học một tháng hoặc một năm. Mình luôn luôn nâng cấp con người mình. Cứ năm đó mình sẽ lên mục tiêu là mình tìm một cái gì đó để mình học, học để mới hiểu biết về cuộc sống này. Bạn thấy rằng giống y chang rằng cái lĩnh vực gì bạn làm không được là bởi vì lĩnh vực đó bạn không có am hiểu. Mà mình muốn am hiểu về lĩnh vực đó thì bắt buộc mình phải học. Mình phải học. Và học mà theo kiểu mà mò nó lâu lắm, đi tìm ai đó học cho nó nhanh. Các bạn thấy là cách đây mấy ngày mình bấm lên cái trang của mình là mình muốn tìm một bạn sử dụng rành cái phần mềm OBS để live stream đó. Mình lên YouTube mình học cũng được, nhưng mà nó lâu lắm. Mình muốn có một bạn họ có kinh nghiệm đó tới, họ chỉ cho mình, họ làm nó nhanh hơn nhiều. Bạn nhận ra điều nào à? Đó là cái điều thứ 8. Này, cái điều thứ 9 là mỗi năm bạn nên đi du lịch 1 đến 2 lần. Mà theo cái mình thì mình lên là khuyên bạn là nên đi 2 lần. Một lần có thể là trong nước và một lần là đi du lịch nước ngoài. Đi du lịch đến một nơi mới, bạn tiếp xúc một cái văn hóa mới, một con người mới, đặc biệt là du lịch nước ngoài, một cái ngôn ngữ mới, một cách cư xử mới, một món ăn mới, ok chưa? Một cái phong cách hành vi, một cái cách sống mới, nó làm cho cái người bạn nó mở mang liên tục luôn. Vậy thì bạn có sẵn sàng làm chính điều này không ạ? Để cái cuộc sống của bạn nó thay đổi và nó chất lượng hơn. Và bạn hãy thực hành nó, và đừng cứ thực hành theo kiểu là 3 tháng rồi dừng, cũng không phải thực hành 1 năm mà dừng, mà bạn phải thực hành chính điều này bắt đầu từ bây giờ cho tới khi bạn không còn có mặt ở trên đời này nữa. Mình đã làm liên tục cái điều này trong hơn mười mấy năm qua rồi, từ khi mình biết ra được cái điều này. Và không tin thì bạn cứ theo dõi xem, bạn theo dõi, bạn kết nối với cái kênh của mình, kênh Facebook, kênh YouTube. Bạn kết nối đi và bạn thấy mình luôn thực hiện từ chính điều này để mình có được cái chất lượng cuộc sống. Và tại sao mình chia sẻ với các bạn? Bởi vì mình cũng mong muốn các bạn cũng có cái cuộc sống tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video này. Nhớ đăng ký cái kênh của mình, cả Facebook và cả YouTube. Và ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn những đoạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui. Bye bye các bạn.